Hello hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh giày siêu hiệu nha. Hôm nay lô hàng mới vừa về cả nhà ơi, rất là đẹp luôn và độ mới cực kỳ cao gửi tới cả nhà. Đầu tiên thì gửi tới cả nhà một cặp giày LV Hockenheim ha, mẫu mới, season mới ha. Đây là một cái đời rất là đẹp nè. Em này là một cái mẫu Hockenheim với chất liệu da ta gai. Màu này là màu xám ha cả nhà ơi. Màu xám nha, rất là đẹp. Em này không những sở hữu cái khóa của dòng đặc trưng của dòng Hockenheim mà còn có cái hai cái miếng vải này, cái ghi chữ Louis Vuitton luôn. Rất là đẹp, màu sắc rất là nhã nhặn cả nhà ơi. Em này lên chân thì nó sẽ rất là nhã nhặn nhá, là kiểu như là đẹp nhẹ nhàng thôi, không có chói lóa giống như những cái đôi dòng Monte. Đặc biệt là em này độ mới cực kỳ cao, phải 98% ha. Da ta gai thì khả năng chống nhăn này, cả nhà nhìn những cái viền của nó hầu như là chảy xước rất ít, chống nhăn, chống chảy xước các kiểu rất tốt nhé. Sau gót này có hai cái miếng cao su dập chữ luôn vui tươi, đặc trưng của dòng Hockenheim nhá. Da em cam kết với cả nhà hầu như nó chưa có chảy xước gì nhiều luôn đó cả nhà. Dòng da này thì bao phê, bao đẹp luôn. Màu này cũng rất là lạ ha. Ngoài màu đen, màu nâu thì màu này rất là đẹp. Cả nhà nhìn những cái gai này, ui cha ơi, nó vẫn còn mới tinh nha. Đây, em quay cận cảnh này, những cái gót góc này, hầu như nó chưa có chảy xước gì luôn nhá cả nhà. Đinh là thẳng tắp luôn. Đó, độ mới 98% nha cả nhà. Đôi này thì cả nhà mình chỉ việc mang thôi, không cần phải suy nghĩ gì về chất lượng nữa nha. Quá đẹp rồi, mẫu này đẹp nhã nhặn luôn. Và độ mới thì quá cao. Lòng trong này, đây là mẫu đời mới nè cả nhà nhé. Lót của nó cũng rất là đẹp, nó khác so với những cái dòng trước đây em giới thiệu này. Lót này nó dập chữ màu vàng luôn vui tươi Paris. Cả nhà nhìn thấy cái form mocha của dòng Hockenheim này không? Quá đẹp và đứng form ha, không cần sushi, đôi giày nó vẫn toát lên một cái vẻ đẹp cả nhà thấy không? Quá đẹp luôn ha. Em này thì size của nó là size 40 nha cả nhà, size 40 nha. Mã chốt hàng đó là A39 cả nhà ơi. Em bị rớt cái tem rồi. Em bán đôi này giá 8,6 triệu nha. 8,6 triệu cho một cái đôi giày độ mới rất cao. Em rớt cái tem rồi cả nhà ơi. Nên anh nào ưng mẫu này thì nhắn cho em mã chốt hàng A39 nha. Giá 8,6 triệu, 8,8 triệu nha cả nhà ơi. Quá đẹp và mới luôn nè. Ôi ôi. Và đặc biệt là em này còn cái túi đựng nha, dust bag nè. Lô này thì em nhập về có nó còn rất là mới và đẹp, dust bag nha, túi đựng nha cả nhà. Để nó đựng cái đôi giày của mình nhá ha. Rất là đẹp luôn. Rồi để đây cả chờ anh chủ nhân mới nha. Rồi kế bên cũng là một em dòng Hockenheim. Nhưng mà em này sở hữu một cái màu gọi là màu xanh biển. Chất liệu em này không phải là da ta gai mà da bò hạp nha. Cũng rất là đẹp luôn cả nhà ơi, màu xanh biển. Có cái nét đẹp của màu xanh biển ha. Màu xám ghi thì có màu đẹp, vẻ đẹp của màu xám ghi. Nói chung là những cái thiết kế của nhà luôn vui tươi thì rất là đa dạng về màu sắc, chất liệu. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nó đẳng cấp ha. Rất là đẳng cấp và xịn sò luôn. Da đẹp quá trời cả nhà ơi. Những cái đôi lô hàng này em nhập về nó rất là mới và đẹp. Khóa này khóa này màu trắng ha, đôi kia cũng màu trắng nha cả nhà, hai đôi đều màu trắng hết nè. Đây là đặc trưng của dòng luôn vui tươi này. Đấy, phía sau gót có một cái miếng cao su luôn vui tươi, da hầu như cũng không có chảy xước gì nhiều đâu các anh ơi, rất là mới và đẹp luôn, hầu như chảy xước rất ít nè. Da thì căng bóng mịn màng, càng đi càng sướng nha. Gót của nó này, những cái đinh của nó cũng đều thẳm tắp nha, gót nè, góc nè đều rất đẹp nha, hầu như chưa chảy xước gì nhiều, mòn cũng rất ít nha cả nhà. Em quay cận cảnh thì cả nhà mình thấy những cái đinh gai của nó rất mới và đẹp luôn, hầu như chưa có bị ảnh hưởng gì nhiều nè. Chủ cũ đi cũng rất là nâng niu nha. Em này size chuẩn của nó cũng là size 40 và mã chốt hàng là A40 ha. Em bán 7,6 triệu. Em kia là A39 nha, 8,8 triệu. Em này là 7,6 triệu. Đấy, anh nào thích mẫu nào hoặc là làm nguyên cặp thì nhắn cho em nha, sẽ có giá tốt hơn nha cả nhà. Những đinh gai còn nguyên nhá. Và em này thì cũng còn cả cái túi đựng luôn nè cả nhà.
Đó, chủ cũ nó vẫn còn giữ gìn rất là tốt này. Dust pack này cả nhà ơi, để đựng đôi giày ha. Đó, quá đẹp và chỉnh chu luôn. Gửi tới cả nhà nha, một cặp Hockenheim đầu tiên trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo là một cặp siêu phẩm nữa, phải nói là thật sự là rất rất đẹp và cực kỳ là đẳng cấp luôn. Em này là một cái em tới từ nhà Salvatore Ferragamo, dòng Chan Meza, là cái dòng đắt đỏ nhất của nhà Salvatore ha. Cả nhà có thể ngắm nhìn với em cái đôi giày nó thiết kế cực kỳ độc và lạ luôn. Em này sở hữu một cái khóa lạch này. Đó, và một cái thiết kế cả nhà theo. Nó rất là độc lạ luôn. Cái khóa lạch này tăng size được nhé, tăng nhẹ được này. Đó, rất là chỉnh chu luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi, thật sự là em mới thấy cái thiết kế này lần đầu á. Đó, rất là đẹp luôn. Thay vì dây hoặc là thay vì dây á thì nó lại thiết kế một cái khóa lạch quá đẹp và đẳng cấp. Em này màu đen và cái mũi của nó cả nhà nhìn thấy không? Da căng bóng mịn màng. Và cả nhà cũng biết rồi, những cái đôi giày Chan Meza thì nó làm hoàn toàn thủ công bằng tay nhá. Nên là đây là đứa con tinh thần của nhà Fera, dòng cao cấp nhất nha. Từ da cho tới việc làm một cái đôi giày nó rất là công phu, và đặc biệt là làm thủ công bằng tay. Đó là lý do tại sao mà những cái đôi giày Chan Meza của nhà Fera thì luôn luôn có giá trên 1.000 đô. Cả nhà nhìn cái chất da của nó này. Đó, và đôi này là một trong những cái mẫu đơn giản thôi ha, không có nhiều cái điểm nhấn. Điểm nhấn nó là một cái miếng một cái khóa bên hông thôi. À, màu titan nhá. Màu titan mà có dập thương hiệu Ferragamo ở đây này, khóa zin nè cả nhà nhá. Rất là chỉnh chu, không có bị lai tạp gì cả nhá. Cả nhà nhìn là thiết kế này. Da này, đấy, em quay cận cảnh cho cả nhà thấy cái chất da của nó xịn sò cỡ nào. Đế này, ui chà, nhìn cái bộ đế là mình thấy nó khủng hoảng cỡ nào. Đế da. Và nó may dấu chỉ, nó may may luôn hai bên nha. À, thấy chỉ nha cả nhà. Cực kỳ xịn, em nói thật là những đôi này mình đi 10 năm, thậm chí là cả một đời người cũng được nữa nếu mình chăm sóc tốt á. Chan Meza Made in Italia size 5 này. 39 nha. Ferragamo nó còn làm thêm cái tắc ở đây này. Và cái đế của nó đế zin nha cả nhà thấy không? Chưa mòn là bao nhiêu nha cả nhà. Cam kết với cả nhà đôi này cũng phải 97-98% Ferragamo zin. Đấy, những cái đôi em gửi tới cả nhà hôm nay size rất là dễ thương, 38-39-40. Độ mới cực kỳ cao và là những cái dòng cao cấp của những cái hai hãng nha, Fera và LV. Đấy, bên trên em dán chống trượt luôn cho các anh này. Cả nhà mình chỉ việc đi thôi ha. Đế này cả nhà nhìn là biết rồi, không biết chừng nào mới hư luôn. Em này cái mũi nó vót, nó bo, nó hơi nhọn nhọn nha. Nên anh nào chân 385 thì đi đẹp thôi, 39 thì có thể hơi bị cấn đó cả nhà. Nên là em chọn size chuẩn 385 ha. Mã chốt hàng cho em này là A44. Em bán đôi này 4,5 triệu nha. So với cái mức giá 1.000 đô thì đôi này em bán chưa bằng số lẻ cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thiết kế của nó này. Thậm chí là cái lưỡi gà này nó còn may ở đây, nó dính luôn nha cả nhà. May dính luôn này. Đấy. Và cái lót của nó cũng là một sự khác biệt nha. Nó viết cái phông chữ rất là đẹp này. Ferragamo Made in Italia. Bằng da rất đẹp và xịn luôn cả nhà. Thật sự là size hiếm và một cái mẫu giày Chan Meza rất là hiếm luôn. Anh nào vừa chân thì nhanh tay nhắn cho em nha. Đấy, hai em có nhiều anh hay hỏi em về cái size nào lắm nhưng mà lâu lâu mới có thôi. Rồi, kế bên cũng là một người anh, người em sóc sinh. Một đôi Derby Chan Meza. Em này thì chất liệu của nó thì cũng khỏi phải bàn tới rồi. Và thiết kế của em này là một cái đôi Derby mũi trơn, da khá là dày giống như đôi kia cả nhà. Cả nhà nhìn cái mũi của nó này là cảm nhận được một cái độ dày của cái da rồi. À, những cái đôi này cả nhà đi 10 năm, em nói thật sự là 10 năm. Cả nhà nhìn cái chất da của nó dày lắm nha. Cầm trên tay là mình cảm nhận được cái độ nặng của cái đôi giày rồi. Cái mũi của nó là nó may rất là đẹp, nó bo kiểu bo tròn này. Rất đẹp luôn, mẫu đơn giản. Không hoa văn họa tiết gì cả nhà ơi. Mà nhìn nó mê quá. À, đôi này thì Derby có 3 cái lỗ cũng rất là dễ xỏ. Em này thì nó có thêm một cái điểm nhấn nho nhỏ này.
À, cái khóa ở đây là hình móng ngựa nha, hai bên đó, nó chỉ có hai cái móng ngựa nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng là một cái điểm nhấn rất là dễ thương đó. Da cả nhà nhìn nó bóng bẩy và mịn màng, thật sự là rất đẳng cấp cả nhà. À, nó may thêm một cái đường chỉ bo bên xung quanh cái gót chân đó. Đó, nhìn cũng rất đẹp ha. Và cái bộ đế của nó này, đấy, không thua gì bộ đế của đôi kia ha, cực kỳ là uy lực luôn. Dập chữ Salvatore Chiamezza Made in Italia, cả nhà nhìn này, thấy không? Quá uy tín, đế da khâu bên trên em dán chống trượt rồi ha, đấy, rất chỉnh chu rồi. Sau gót zin Salvatore Ferra này, mòn chưa bao nhiêu đâu cả nhà ơi, cả nhà mình đi 5-10 năm nữa vẫn ok, em bao cho cả nhà mình luôn ha. Ferra đấy, em này thì cái lót của nó lại ghi nguyên một cái chữ Ferra to ha, Made in Italia, và đây là cái dòng Chiamezza lót zin này, nó dập vào đây luôn nhá cả nhà nhìn này. Đó, lòng lót đều quá mới và đẹp, cái form của nó cả nhà nhìn này rất là đứng đắn ha, không có bị nhão form gì cả, rất là mới luôn nè cả nhà, hai chiếc nhá, rất mới và đẹp luôn. Đấy, em này size đẹp nha, 39, 39, 40 gì đi được nha cả nhà, size 6 ha, nhưng mà form của nó cả nhà nhìn thấy này, đấy, tầm 39, 39, 40 đi được hết. Và mã chốt hàng là A43, em bán đôi này 3,3 triệu nha, rẻ hơn đôi kia. Đôi kia thì điểm nhấn là cái khóa lật đó, rất là hiếm luôn. Đôi này thì là một cái mẫu derby. Rồi, gửi tới cả nhà một mẫu Mocha size 38.5. À, hôm nay thật sự là những cái size rất nhỏ và đẹp. Em này là một cái em màu kiểu màu xi măng ha. Một cái mẫu Mocha với chất da bò rất là dày. Đó, và sở hữu một cái khóa hình móng ngựa bên hông nha, to bằng ngón cái em này cả nhà. Đó, điệu đà ha. Đó, và màu màu xi măng. Rất là xịn sò và lạ nhá. Anh nào đi những chiếc SH màu xi măng thì chọn đôi này cho em đi. Đôi này cái da của nó là da bò hạt, rất là dày và nó ôm chân ghê lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhìn cái da ở sau gót này, nó ôm ghê lắm, nó dày lắm cả nhà. Lòng trong cũng zin lên, màu xi măng luôn nè. Đấy, quá đẹp và chỉnh chu rồi cả nhà ơi. Em này cả nhà nhìn này, à, rất đẹp nha. Em không cần sushi cho đôi này đâu, em lên luôn là tại vì cái form của nó rất là đẹp và nó đứng cái form lắm, không cần phải lên sushi luôn. Đế này, dòng đế Mocha này là cái dòng đế rất là đặc trưng của nhà Ferra. Gót mòn không đáng kể ha, gót mòn không đáng kể, rất êm luôn. Ferra này, Made in Italia, em này size 38.5 luôn nha, và gửi tới cả nhà mức giá yêu thương 1,9 triệu. Và mã chốt hàng cho em này là C8 nha. Đấy, anh nào ưng mẫu này thì đừng có đắn đo về giá nha. Giá này thì quá rẻ, quá rẻ rồi cả nhà ơi. Một mẫu giày Mocha giá quá rẻ. Rồi, một mẫu Mocha nữa của nhà Ferra. Một em màu nâu đậm với một cái thiết kế nguyên một cái khóa. Đấy, một cái khóa nó nằm ngay ngắn ở chính giữa này. Không phải là khóa Hobbit mà là cái khóa khóa này nó dập chữ Ferra, nó nằm ở ngay ngắn ở giữa nha cả nhà. Màu nâu đậm, da rất là mịn màng bóng bẩy ha. Đôi này da nó sướng lắm, và cái tắc này cũng là một cái tắc lạ nha. Tắc này cũng yêu lắm nha cả nhà. Đấy, da này, form này thì miễn chê rồi. Lên chân thì chỉ có đẹp thôi ha. Cả nhà thấy không? Rất đẹp. Da hầu như là nó còn ít chảy xước lắm cả nhà ơi. Dòng đế này thì cũng giống như cái đế của đôi trước nãy, gót mòn ít thôi, không đáng kể ha. Màu đẹp quá trời, màu nâu đậm này, Ferra Made in Italia này cả nhà, quá trời đẹp. À, đôi này thì em cũng gửi tới cả nhà với một cái mức giá phải nói là rất yêu thương ha. Size em này là size 41 nha cả nhà, em gửi tới cả nhà mức giá 2,3 triệu thôi, và mã chốt hàng là H20. Một đôi giày Mocha mà chỉ có giá 2,3 triệu, quá rẻ ha. Ferra Gemo này cả nhà, lót zin nhá, lòng trong rất là sạch và đẹp cả nhà nhìn này. Đấy, da thì có độ mềm và êm ha,
nó không quá dày cũng không quá mỏng, rất là phê luôn nhé cả nhà. Rồi, quá đẹp luôn. Và cuối cùng gửi tới các anh một đôi giày Mocha của nhà LV, sở hữu cái khóa Hockenheim luôn nhé. Em này là một cái đôi giày chất liệu da bò hạc, cực kỳ bền bỉ luôn. Form của em này là kiểu như form dùng cho các anh là chân giày đi cũng rất thích luôn. Bè ngang là ok luôn nhé. Khóa này, khóa nho nhỏ dòng Hockenheim á, rất là vừa đủ ha, nó vừa đủ thôi, màu trắng nhé. Lên chân rất là sang trọng, lịch sự, không quá nổi bật nhé. Em này này, da đẹp lắm à nhỉ, rất là dày, bền bỉ, êm chân. Hai bên đế nó có dập hai chữ luôn vui tươi nữa nè, đế cao su đúc nha, luôn vui tươi. Dòng này là cái dòng đế đời mới nè cả nhà, đế cao su đúc á, nên là nó dập luôn nha, đế zin da nè cả nhà, bóng bẩy mịn màng, cực kỳ bền luôn. Đi những cái đôi này nó sướng chân lắm cả nhà ơi, sướng chân lắm luôn á, thiệt sự là đã lắm. Luôn vui tươi, zin, made in Italia, gót mòn chưa bao nhiêu luôn đó cả nhà. Đôi này đời mới, gót mòn rất ít, độ mới cũng khá cao nha. Size chuẩn 39 nè, mã chốt hàng là A42, gửi tới cả nhà mức giá 5.4 triệu thôi. Rất rẻ cho một đôi giày LV, đời mới luôn. Luôn vui tươi Paris nè cả nhà, lòng trong em này nó là màu nâu ha, rất là mềm êm luôn, nó sướng lắm cả nhà, đã lắm nè. Đấy, cả nhà theo rất sướng ha. Anh nào vừa chân thì hốt em này đi nha, đừng chờ đợi gì nữa, giá là em bao luôn. Giá của những em giày Hockenheim ở trên web thì cũng phải 26-27 triệu một đôi nha cả nhà. Em gửi tới cả nhà mức giá có 5.4 triệu thôi, rất rẻ rồi. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai nha.